Vừa qua, dân chúng toàn cầu lần nữa chứng kiến lời tiên tri của bà Wenger ứng nghiệm. Trước đó, không ít điều mà bà dự đoán đã thành sự thật khiến nhiều người không thể không tin. Bà Wenger có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại, với nhiều lời sấm truyền còn ứng nghiệm tới tận ngày nay dù đã qua đời cách đây gần 3 thập kỷ. Một trong những dự đoán của bà về năm 2024 chính là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể thấy rằng lời sấm của nhà tiên tri mù đã trở thành sự thật khi biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo đó, một phân tích nhiệt độ toàn cầu từ Climate Central cho biết, biến đổi khí hậu do con người gây ra tiếp tục là thủ phạm đứng sau các đợt nắng nóng gay gắt, chủ yếu gồm các hoạt động như đốt than hay phá rừng. Ước tính, có đến hơn 60% dân số thế giới bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực đoan. Trong đó, nhiệt độ trung bình của trái đất trong tháng 7 là cao nhất trong lịch sử ghi chép kéo dài 175 năm của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Cụ thể, mức nhiệt đã tăng 1,21 độ C so với ngưỡng trung bình của thế kỷ 20 là 15,8 độ C. Chỉ riêng tại Mỹ, hai bang lớn gồm Las Vegas và Nevada ghi nhận mức nhiệt nóng nhất mọi thời đại lên tới 49 độ C vào ngày 7 tháng 7. Thủ đô Washington của Mỹ cũng trải qua kỷ lục tương tự khi nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ C trong 4 ngày liên tiếp vào 17 tháng 7. Một số nơi thuộc khu vực miền Nam nước Pháp cũng trải qua đợt nắng nóng tương tự với mức nhiệt trên 35 độ C trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic mùa hè 2024. Cá biệt, nền nhiệt ở thành phố Bordeaux đã lên tới 43 độ C vào những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8. Các chuyên gia về khí hậu cho hay, khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên theo cách này, cũng tạo điều kiện cho các hệ thống bão nhiệt đới trở nên mạnh hơn và có tần suất xảy ra nhiều hơn. Đó là vì khi thời tiết càng ấm thì nước sẽ bốc hơi càng mạnh, mà sự bốc hơi chính là nhiên liệu của bão. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn dẫn đến điều kiện hạn hán, gây ra nguy cơ cháy rừng và ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Và điều này một lần nữa trùng khớp với những dự đoán của nhà tiên tri mù khi bà cho rằng số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản. Không chỉ bà Wenger, nhà tiên tri người Pháp, Nostradamus cũng từng nhiều lần dự đoán về kẻ thù đe dọa cả thế giới trong năm 2024 chính là những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trái đất khô cằn sẽ ngày càng khô cằn và sau đó là lũ lụt khiến ta khiếp sợ, là câu thơ được trích từ tác phẩm Les Prophéties, cho thấy điều mà Nostradamus dự đoán vào năm 2024. Nói một cách dễ hiểu là tình hình khí hậu vốn đã khắc nghiệt sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Bà Wenger, tên khai sinh là Vengelia Pandeva Gusterova, mất thị lực khi 12 tuổi do bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, khi đó là năm 1923. Bà tuyên bố rằng mất mát này giúp mình phát triển khả năng dự đoán tương lai. Những lời tiên tri của nhà tiên tri mù bao gồm nhiều chủ đề và mốc thời gian, từ những cuộc xung đột trước mắt đến tương lai xa xôi của nhân loại. Nổi bật nhất trong số đó là vụ tấn công vào tòa tháp đôi ở New York, Mỹ, diễn ra ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bên cạnh đó, lời tiên tri về ngày tận thế của bà Wenger cũng rất được dân chúng toàn cầu quan tâm. Theo bà, thế giới sẽ kết thúc vào năm 2079 do một sự kiện vũ trụ có quy mô không thể tưởng tượng nổi. Từ giờ đến mốc thời gian nói trên, còn có rất nhiều sự kiện mà bà Wenger đã tiên tri. Lần lượt như sau, năm 2025 sẽ là sự khởi đầu của ngày tận thế và châu lục đầu tiên hứng chịu là châu Âu với những cuộc xung đột lớn khiến dân số tại đây giảm mạnh. Lời tiên tri này đang khiến những người ủng hộ Bà Wenger lo lắng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột và căng thẳng đang diễn ra trong địa chính trị. Năm 2028, loài người sẽ cố gắng tiếp cận sao Kim để tìm kiếm các nguồn năng lượng mới. Liệu rằng lời tiên tri này có thành sự thật khi hành tinh thứ hai tính từ mặt trời này không có sự sống và không có bất cứ thứ gì có thể phát triển ở đó? Năm 2033, bà Wenger dự đoán các trỏm băng ở hai cực sẽ tan chảy, khiến mực nước biển dâng cao đáng kể. Và lời tiên tri này phù hợp với những lo ngại hiện tại về biến đổi khí hậu hiện nay trên thế giới. Năm 2130, nhà tiên tri mù dự đoán rằng nhân loại sẽ liên lạc được với các nền văn minh ngoài trái đất, cho thấy một bước đột phá to lớn trong lịch sử loài người, qua đó xác nhận rằng Deep Files đã đúng từ đầu. Năm 2170 là hạn hán toàn cầu, thế nhưng không cần phải đợi đến thế kỷ 22, ngay tại thế kỷ 21, thế giới cũng đã phải đối mặt với tình trạng hạn hán diện rộng, tác động rộng khắp và đa chiều đối với hệ sinh thái, nông nghiệp và sinh kế của con người. Nhìn xa vào tương lai, Bà Wenger đã dự đoán một cuộc chiến tranh trên sao Hỏa vào năm 3005, nhấn mạnh đến các cuộc xung đột liên hành tinh tiềm tàng. Sau đó, trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 3797. Tuy nhiên, bà tuyên bố rằng loài người sẽ có khả năng di chuyển đến một hành tinh khác trong hệ mặt trời vào thời điểm đó để bắt đầu một nền văn minh hoàn toàn mới. Và cuối cùng là năm 5079, sự kết thúc của thế giới. Có thể là do thiên thạch khổng lồ đâm vào trái đất. Dù vậy, đến nay, những tiên tri của bà Wenger vẫn chưa thể chứng thực nên chúng vừa được một số người ủng hộ, vừa vấp phải tranh cãi. Có người tin, cũng có người không tin, do đó lời tiên tri chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.